Ngân hàng nhà nước cho biết chậm nhất vào cuối tháng 6 này hoặc đầu tháng sau, Vietnam Airlines sẽ được giải ngân 4.000 tỷ đồng từ nguồn vốn từ nguồn tái cấp vốn. Đây là những thông tin tích cực trong bối cảnh hãng hàng không quốc gia đang bên bờ vực phá sản, nợ phải trả quá hạn đã tới 6.240 tỷ đồng. ba ngân hàng Sibank, MSB, SHB cam kết tài trợ cho Việt Nam Airlines vay tổng số tiền là 4.000 tỷ đồng, lãi suất 0% từ nguồn tại các vốn của ngân hàng nhà nước. Các ngân hàng và Việt Nam Airlines đang tích cực triển khai các thủ tục đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng để sớm giải ngân. Cuối năm 2020, Quốc hội đã thông qua gói giải pháp hỗ trợ 12.000 tỷ đồng để bù đắp thanh khoản và tăng vốn chủ sở hữu cho Vietnam Airlines, trong đó ngân hàng nhà nước tái cấp vốn tối đa là 4.000 tỷ đồng, lãi suất 0% với tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay, còn 8.000 tỷ để tăng vốn điều lệ đến từ phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Phương án phát hành cổ phiếu dự kiến hoàn tất trong quý 4 năm nay, năm 2021.